Hôm qua có một số du khách đến viếng Phật đường và tôi có nói chuyện với họ về trách nhiệm của một người lính. Tôi bảo cho họ biết rằng trong hàng ngũ quân đội thì thường có cả Bồ Tát lẫn Atula. Bồ Tát ở trong quân đội là để giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ không giết chóc nhiều quá. Còn Atula thì trà trộn vào quân đội để xúi dục binh lính giết người càng nhiều càng tốt. Trong khi Atula kêu gọi binh lính rằng hãy giết được càng nhiều người thì mình càng trở nên oai phong, công lao lập được càng to tát, thì Bồ Tát lại khuyên họ chớ nên tàn sát, mà nên làm cho đất nước của đôi bên đều được thanh bình, cùng nhau hòa đàm để giải quyết sự việc. Nếu được như thế thì công lao của họ rất lớn và họ sẽ được thăng quan tiến chức rất nhanh. Tôi cũng nhấn mạnh với các người khách đó rằng chúng ta nên học làm Bồ Tát, chứ đừng bắt chước Atula. Sử Trung Quốc có viết về hai vị tướng là Quan Vũ và Bạch Khởi. Quan Vũ là một danh tướng đời Thục Hán, thời Tam Quốc, và cũng là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi. Vì làm tướng nên Quan Vũ phải ra trận và giết người rất nhiều. Nhưng sau khi tạ thế thì ngài làm Bồ Tát là Quan Công. Còn Bạch Khởi, một võ tướng tài ba đời Chiêu Tương Dương nhà Tần, thời Đông Châu Liệt Quốc thì giết người cũng rất nhiều, và sau khi chết thì phải đọa làm trâu, làm ngựa. Vì sao Bạch Khởi lại bị đầu thai làm thân trâu ngựa? Bởi vì ông ta đã tàn sát hơn 20 vạn binh lính nước Triệu. Thổi ấy có 20 vạn binh lính quy thuận đầu hàng ông ta, nhưng ông ta lại nhẫn tâm cho đào một cái hố thật lớn để chôn sống tất cả bọn họ. Đây quả là thứ tâm địa của Atula. Quan Vũ thường được gọi là Quan Công, thì chỉ giết người ác, không giết người thiện. Đó gọi là trừ bạo an lương, dẹp trừ kẻ bạo ác để bảo vệ người hiền lương vô tội. Cho nên Quan Công và Bạch Khởi đều cùng là làm tướng, mà rốt cuộc thì một người thành Bồ Tát và một người lại thành trâu ngựa heo dê. Có một đạo hữu người Mỹ vốn là lính hải quân hỏi tôi rằng: thầy có tin là sau khi chết con người có thể đầu thai làm súc sanh không? Lúc bấy giờ tôi trả lời rằng: chú tin là con người sau khi chết có thể đầu thai làm súc sanh thì cũng được, mà chú không tin là con người có thể đầu thai làm súc sanh thì cũng chẳng sao. Nếu chú tin là có chuyện đầu thai làm súc sanh, và nếu chú đáng phải làm súc sanh thì chú sẽ phải đầu thai làm súc sanh. Còn nếu chú không tin là có chuyện đầu thai đó, và nếu chú đáng phải làm súc sanh thì chú cũng vẫn phải đầu thai làm súc sanh như thường. Cho nên chú tin thì cũng vậy, mà không tin thì cũng vậy, chẳng thay đổi được gì cả. Chú làm việc Phật thì chú chính là Phật, chú làm việc Bồ Tát thì chú là Bồ Tát, chú làm việc người thì chú là người, chú làm việc quỷ thì chú là quỷ, và chú làm việc súc sanh thì chú là súc sanh. Nói tóm lại, hễ mình làm việc gì thì bản thân mình sẽ đón nhận hậu quả tương ưng của việc làm đó. Đừng tưởng rằng chuyện gì mình tin là có thì mới xảy ra, còn nếu mình không tin là có thì sẽ không xảy ra. Phải biết rằng bất luận là chú tin hay không tin, nếu tội chú đáng phải làm súc sanh thì nhất định là chú phải làm súc sanh, chẳng trốn chạy đi đâu được cả. Còn nếu chú không đáng phải làm súc sanh thì chắc chắn là chú không phải làm súc sanh. Do đó vấn đề không phải là tin hay không tin mà được. Trở lại với phần kinh văn, bây giờ mỗi người trong chúng ta hãy tự phản tỉnh, bao giờ thì mình chết? Mẹ của cô gái dòng Bà La Môn là chẳng bao lâu thì bà mệnh chung, còn mình thì bao giờ? Chết rồi thì mình sẽ đi về đâu? Mình có phải bị đọa địa ngục như bà mẹ của cô gái dòng Bà La Môn đó không? Phàm nghe giảng kinh, hễ chúng ta nghe đến đâu thì phải hồi quang phản chiếu đến đó, phải soi lại chính mình, chứ không phải nghe giảng mà xem như gió thoảng qua tai, không lưu lại dấu vết, chẳng hiểu được gì cả. Ai ai cũng đều có lúc phải chết,
Quý vị chớ cho rằng chết là một việc tốt nhất, cũng đừng nghĩ rằng chết là một việc xấu hoặc xui xẻo nhất. Bất luận là tốt hay xấu, hên hay xui, may hay rủi, ai rồi cũng sẽ chết cả. Cho nên quý vị làm điều tốt thì sẽ là tốt, làm điều không tốt thì sẽ là không tốt. Vừa rồi tôi cũng đã nói với quý vị là trồng nhân lành thì được quả lành, gieo nhân ác thì gặt quả ác. Người xưa có nói, trông thấy người khác chết, lòng ta như lửa đốt, chẳng phải xót cho người mà sợ đến phiên ta. Mấy hôm trước đây, tôi có nói về vấn đề sanh sản và tử vong. Mặc dù tỷ lệ sanh sản có cao hơn tử vong, nhưng con người thì ai rồi cũng phải chết. Do đó cổ nhân đã nói, khi thấy người khác chết thì lòng ta như thiêu như đốt, song ta đau đớn không phải vì xót xa thương tiếc kẻ vừa qua đời, mà vì ta nghĩ rằng sớm muộn gì rồi cũng có ngày sẽ đến phiên mình. Nếu quý vị nói rằng mình không sợ chết thì ngay bây giờ hãy chết liền đi. Tại sao quý vị lại chưa thể chết được ngay? Vấn đề chẳng phải là sợ chết hay không sợ chết, mà chính là cái chết ấy thuộc loại nào: chết tốt, hảo tử, hay chết xấu, ác tử. Cái chết xấu tức là bị chết vì phi tai hoạn họa, như bị xe đụng, máy bay rớt, thuyền chìm, xe lửa lật. Những cái chết như thế chính đương sự không thể nào ngờ tới và cũng không có ý muốn chết, đều gọi là những trường hợp ngoài ý muốn. Cái chết ngoài ý muốn tức là cái chết xấu. Nếu khi quý vị muốn chết, đã sẵn sàng để chết và cái chết tự nhiên đến thì đó là cái chết tốt. Và trong trường hợp này, nếu quý vị chưa muốn chết thì sao? Thì cũng có thể không bao giờ chết, cứ sống mãi để tu đạo. Người tu đạo có thể đạt được sự tự do về vấn đề sanh tử. Muốn sống thì cứ sống hoài, sống mãi. Lúc nào không muốn sống nữa thì chỉ việc ngồi mà giảng sanh nhập niết bàn. Muốn được như thế, quý vị cần phải có công phu tu hành để làm chủ sự sống chết của chính mình. Tánh mạng sanh tử của ta là do chính ta, chứ không phải là do trời. Không ai cai quản được ta, chỉ một mình ta tự quyết định lấy. Hễ ta muốn chết thì liền được chết ngay, còn nếu chưa muốn chết thì ta vẫn cứ tiếp tục sống mãi. Tu đạo chính là tu tập để có được năng lực này vậy. Tuy nhiên, khi đạt được năng lực này rồi, e rằng quý vị lại không muốn lưu lại cõi ngũ trược ác thế này nữa, bởi nơi đây quá ô trược. Ha ha ha, 问什么的说